Một cái phần tiếp theo sang cái phần yêu cầu khi soạn thảo hợp đồng. Và cũng như các văn bản khác thì hợp đồng thì các em cũng lưu ý có 5 cái yêu cầu đặt ra trong quá trình sử dụng khi các ngôn từ sử dụng để viết trong hợp đồng. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ thấy là đối với hợp đồng là sự giao kết giữa hai bên. Do vậy về mặt ngôn ngữ sử dụng ở đây phải rõ ràng, tường minh để làm thế nào mà hai bên trong quá trình ký kết những cái điều khoản thi hành đều có thể chấp nhận những cái nội dung mà mình đã đưa ra và đã thỏa thuận, đã theo cái ý chí tự nguyện giữa hai bên. Do vậy, về mặt ngôn từ các em lưu ý phải sử dụng những ngôn từ rõ ràng, tường minh làm thế nào mà hai bên có thể hiểu được nội dung ký kết và thực hiện điều khoản cho nó đúng. Một cái yêu cầu thứ hai trong quá trình giao kết hợp đồng ở đây, trong quá trình soạn thảo các em phải lưu ý đó là nội dung đưa ra phải đầy đủ đầy đủ những cái nội dung trong ký kết hợp đồng và tránh trường hợp là nội dung đưa ra nó um, bị khuyết thiếu đấy là một cái vấn đề không được trong quá trình ký kết một cái vấn đề tiếp theo nữa thứ ba đó là trong quá trình yêu cầu khi soạn thảo hợp đồng đó là về văn phong uh, phải dẫn đạt một văn phong chuyên ngành ví dụ trong quá trình ký kết vừa về hợp đồng về dân sự hay là hợp đồng về kinh doanh thương mại thì nó phải uh, sử dụng các ngôn ngữ mang tính chất chuyên ngành về kinh doanh hay là về thương mại thì đấy là yêu cầu về ngũ ngữ văn phong. Đây là một vấn đề đặc biệt mà giữa hợp đồng khác với các văn bản khác. Cô lấy ví dụ như là cái văn bản về pháp luật thì về về văn phong của nó thì thể hiện văn phong pháp luật. Còn đối với văn bản về hợp đồng thì nó là liên quan đến có nhiều cái tính chất về hợp đồng. Do vậy cái ngôn ngữ văn phong của nó sẽ phải thế, văn phong theo tính chất chuyên ngành. Một yêu cầu thứ tư là đối với hợp đồng thì bao giờ cũng thể hiện văn điều khoản. Do vậy, các điều khoản đều phải sử dụng các ngôn ngữ mang tính chất ràng buộc giữa hai bên. Sau uh, quá trình ký kết, uh, bên A và bên B, thì cái điều khoản phải ràng buộc giữa hai bên đó, thì đây là một cái yêu cầu rất đặc biệt mà nó khác cái điều khoản của uh, khi chúng ta ban hành quyết định và quy định hay là nghị quyết, thì điều khoản nó sẽ hơi khác so với hợp đồng. Một cái yêu cầu thứ năm là trong quá trình mà chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta sẽ phải nói đến một cái vấn đề rất cơ bản ở đây đó chính là tính hợp pháp của hợp đồng à, đối với tính hợp pháp đây có nghĩa là hợp đồng đưa ra phải phù hợp với quy định pháp luật hiện hành à, pháp luật phù hợp với những cái quy văn bản pháp luật mà hiện nay đang có giá trị pháp lý đang có hiệu lực thi hành và à, một trong những yêu yêu cầu đặt ra bốn năm yêu cầu đặt ra như thế này thì các em lưu ý để có thể soạn thảo hợp đồng nó đảm bảo một cái hợp đồng có tính khả thi và có thể khả năng áp dụng và được đảm bảo giữa cái nhu cầu thỏa thuận giữa hai bên thì đấy là năm yêu cầu của quá trình trong quá trình soạn thảo hợp đồng